Lời Chúa Kitô.
Ông Nathanael rất may mắn và hạnh phúc khi được Chúa Giêsu khen là người có tâm hồn trong trắng, chân thật và đơn sơ. Đây đích thực là người lòng dạ không có gì gian dối. Hình ảnh ông Nathanael với tâm hồn trong sáng phải chăng là gương mẫu cho chúng ta noi theo? Chân thật, chân thành hay thật thà là phẩm chất cao quý, là thước đo giá trị nhân phẩm của mỗi người. Người sống chân thật thì không lừa dối bản thân mình và người khác. Khuôn mặt họ hiện lên nét duyên lành thánh thiện, vẻ từ tốn mà có thể từ lòng họ toát ra. Nhưng tại sao ta phải sống chân thật khi quanh ta đầy rẫy những lừa lọc, xô bồ và bon chen? Đôi lúc thật thà thường thua thiệt. Thật ra lối sống chân thật tạo niềm tin cho người khác, là điểm tựa tinh thần cho mọi người xung quanh. Chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống bên những người có lòng đơn sơ, chân thành. Bởi khi ở với họ, lòng ta cảm thấy an toàn, bình tâm và nhẹ nhàng. Ta không sợ bị lừa hay bị bán đứng. Thế nhưng phải làm gì để lòng ta trở nên đơn sơ, chân thật? Tay chân sẽ không sạch nếu ta không giữ nó khỏi đất cát, bụi bẩn. Hay khi bị bụi bẩn, ta không tìm nước để rửa. Lòng dạ chúng ta cũng vậy thôi. Muốn nó được thanh sạch, ta phải giữ nó xa tội lỗi. Thứ đến là trau dồi, đánh bóng nó bằng việc lành, phúc đức, thực hành những việc bác ái, yêu thương. Suy nghĩ, lời nói và hành động phải thực hiện theo phép quy chuẩn đạo đức. Có như vậy, lòng dạ của ta mới ngay thẳng, không có gì gian dối. Còn người hiện đại ít quan tâm đến sự xói mòn của lương tâm. Họ đặc biệt thích hình ảnh đẹp, vẻ cuốn hút bên ngoài, thích được người khác quan tâm và yêu mến. Nhiều người bất chấp tìm mọi cách để đạt nó, kể cả lối sống dối trá. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa, biết bám víu lấy Chúa là đấng chân thật, để chúng con được hưởng vinh phúc cùng Ngài mai sau. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa.